Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long lần thứ 12. Mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã thực hiện khá tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết đã đề ra. Theo đánh giá của lãnh đạo huyện, các chỉ tiêu hầu hết đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tình hình phát triển kinh tế trên cả hai vùng sản xuất tiếp tục đạt hiệu quả cao, với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 7,74% lên 8,25%, vượt 0,5% so với nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất hơn 12.900 tỷ đồng, vượt 4,8% so với nghị quyết. Thu nhập toàn xã hội trên 6.100 tỷ đồng, vượt 8,99% nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp thủy sản chiếm 42%, thương mại dịch vụ 33,4%, công nghiệp xây dựng 24,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu 900 ngàn đồng một người một năm. Có được kết quả trên là nhờ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những khâu đột phá, thực hiện đồng bộ các giải pháp, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất gắn với xây dựng ô đê bao khép kín, đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho sản xuất, quy hoạch lại từng tiểu vùng, xây dựng cánh đồng lớn, bao tiêu sản phẩm cho nông dân, thực hiện mô hình sản xuất kết hợp mang tính bền vững. Cụ thể là mô hình sản xuất luân canh tôm lúa được ngành nông nghiệp, nhà khoa học, nhà nông đánh giá cao về tính hiệu quả và bền vững. Đây được xem là mô hình sản xuất thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2018, với tổng diện tích xuống giống hơn 11.250 ha, trong đó có hơn 1.000 ha được nông dân đăng ký thực hiện mở rộng ở những nơi có điều kiện thuận lợi như xã Phong Thành Tây A, Phong Thành Tây B và xã Phước Long. Thì tôi thấy mô hình tôm lúa thì là hiệu quả lúc mà chưa canh tác mà nuôi tôm. Hồi trước chưa nuôi tôm làm lúa thì nó rất năng suất rất thấp. Mà chừng 20 mấy dạ, lúc chuyển đổi mô hình tôm lúa thì tôi thấy nuôi tôm cũng trúng mà làm lúa năng suất cũng cao, rất cao. Tôi thấy mô hình này tôm lúa này thì nó hai cái này nó hỗ trợ nhau. Cây lúa nó hút chất bùn bã hữu cơ, chất dơ cho môi trường tôm nó sạch. Là tôi thấy nếu mà làm cái mô hình lúa này mà rất là tốt. Nếu bà con nào mà làm mê con tôm quá mà quên cái vụ xả lúa là ông thấy nuôi thấy không im không. Có cách làm lúa thì tôi nhiều năm qua tôi kinh nghiệm làm lúa mà nó không đổ ngã, năng suất cao thì lúa tôi bằng lúa lai thì khoảng tôi dặm xong khoảng 35 ngày tôi xiết nước tôi phơi. Tôi phơi khoảng 40 ngày, 10 ngày cho nó găng đất, cho nó rễ nó ăn sâu chứ 10 ngày tôi đưa nước vô. Rồi khoảng cỡ 55 ngày tôi quấn dứt phân. Tôi làm như vậy là năng suất là rất cao mà không năm nào đổ ngã. Lúa ít đâu đổ đâu. Thì thấy cái diện tích lúa tôm đó thì hết sức là bền vững. Vì cái hiệu quả là khi chúng ta đã làm tôm nước mặn qua chuyển qua lúa thì sẽ làm lúa cái nước ngọt thì nhiều bà con muốn nói là thấy cái phấn khởi là được cái lâu dài, nhưng mà càng ngày thì càng cái phát triển cao hơn. Thì theo tôi đó thì thay mặt cho dân thì muốn cần là các ngành các cấp có liên quan cùng giúp đỡ và khuyến khích tổ chức thực hiện lúa tôm bền vững và lâu dài, và mời một số các công ty để giúp đỡ cho hợp tác xã chúng tôi để tiến bộ, để cho bà con làm càng ngày càng cái phát triển kinh tế xã hội, nhất là cái ấp được phát triển nông thôn toàn diện, và bên cạnh đó là cũng được huyện ủy chỉ đạo là cái ấp kiểu mẫu. Song song với phát triển kinh tế, năm 2018, Phước Long đã thành lập mới hơn 430 cơ sở sản xuất kinh doanh, nâng tổng số toàn huyện có hơn 7.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ hơn 4.460 tỷ đồng. Vượt 8% so với nghị quyết. Thu ngân sách nhà nước 53 tỷ 700 triệu đồng, đạt 106,34% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2018, Phước Long có 5 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số toàn huyện có 35 trên tổng số 46 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, có 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Các chế độ chính sách đối với gia đình người có công với nước và hộ nghèo cũng được quan tâm. Bên cạnh đó, Phước Long còn xây dựng mới và sửa chữa 926 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hơn 5.300 lao động, công nhận hơn 800 hộ thoát nghèo, hơn 1.700 hộ cận nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,09%,
hộ cận nghèo 3,7%. Đặc biệt, có 5 ấp chỉ đạo điểm được quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác xây dựng đảng, chính quyền và công tác vận động quần chúng có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh luôn được giữ vững. Thì bước vào thực hiện cái nhiệm vụ năm 2018, thì mặc dù là điều kiện của xã Dương Mỹ Đông thì gặp cũng nhiều khó khăn. Thứ nhất là trong sản xuất thì thời tiết thì diễn biến thì rất là phức tạp, rồi dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi cũng làm ảnh hưởng đến cái sản xuất của bà con nhân dân trên địa bàn xã. Thì đảng bộ xã cũng xác định là nhiệm vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm để tạo điều kiện cho bà con nhân dân là sản xuất và phát triển, tăng thêm thu nhập. Thì ngay từ đầu năm thì đảng bộ xã cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt trên tinh thần là nghị quyết 05 của Ban chấp hành đảng bộ huyện về phát triển kinh tế. Thì từ đó thì vận động rồi tuyên truyền bà con nhân dân là mạnh dạn là chuyển đổi ngành nghề, trong đó thì tập trung là phát triển sản xuất, áp dụng nhiều cái mô hình rồi cũng như là cái giống lúa chất lượng cao, rồi cũng như là kết hợp với các cái công ty xí nghiệp bao tiêu cho người dân. Thì từ đó là năm 2018 thì tình hình kinh tế của xã thì cũng tiếp tục phát triển, thì đời sống của bà con dân thì cũng từng bước được cải thiện rồi nâng lên. Năm 2018, Phước Long tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành các cấp và nhân dân trong huyện thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị gắn với nghị quyết số 03 của Ban chấp hành đảng bộ huyện về xây dựng huyện xanh sạch đẹp và công văn 151 của huyện ủy về công tác đảm bảo môi trường nông thôn. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền và mặt trận đoàn thể các cấp chỉ đạo củng cố nâng chất các tiêu chí nông thôn mới lên mức độ cao hơn. Kết quả đã duy trì giữ vững 7/7 xã văn hóa nông thôn mới, 100% ấp đạt chuẩn văn hóa, công nhận mới trên 375 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tái công nhận 24.900 hộ. Đến nay, toàn huyện có gần 28.500 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 21 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa 3 năm và 6 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa 6 năm liền. Thị trấn Phước Long đạt chuẩn văn minh đô thị. Công tác bảo vệ môi trường cũng đặc biệt quan tâm, vận động nhân dân xây dựng trên 17.600 hố xử lý rác thải, xóa cầu tiêu trên sông, ao đìa, kênh rạch, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Từ đó, ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ, đảng viên và người dân được nâng lên rõ nét. Xây dựng tuyến đường qua kiển, tạo vẻ mỹ quan ngày càng trở nên sáng, xanh, sạch, đẹp, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Từ ngày mà bắt đầu là xây dựng nông thôn mới tới đến nay thì thấy dân đây có phát triển, lộ làng rồi thì nhà nước cũng có lo một số là cho dây nuôi các mô hình nuôi heo, nuôi lươn, nuôi ấy rồi thì dân bây giờ ở đây bây giờ thấy có tương đối tốt. Bây giờ sản xuất lúa bây giờ cũng có cũng trúng, mấy năm nay cũng trúng hết. Rồi nuôi các con giống, các nuôi trồng bắp, trồng dưa hấu ở đây cũng có một vài cái mô hình nó cũng đạt yêu cầu cho dân cũng đỡ lắm. Theo tôi nhận xét thì dân đây bây giờ cũng có cái nhận thức về nông thôn mới. Vì cái đời sống và kinh tế của ấp thì so với trước đây, cái Bình Lộc hiện nay đang trên đà tức là phát triển rồi đi lên. Cái thứ nhất là gì? Tức là đời sống. Đời sống bây giờ cái ấp Bình Lộc trước đây tới 70 mấy hộ, họ nghèo. Nhưng ngay lúc này bây giờ chỉ còn có 8 hộ mà. Vì nếu tính phần trăm á, của 340 hộ thì nó hơn 2% chút xíu. Vậy thì về cái đời sống của hiện nay đang có cái đà phát triển và đi lên. Mà trong đó, đó cũng nói rõ về cái phần mà lao động nhàn rỗi. Vậy thì đi làm xí nghiệp cũng như thành phố rồi các tỉnh bạn. Vậy thì thu đem về, có gia đình vậy là về đây rồi họ làm cái xây cái nhà từ rất là từ 150-200 triệu. Vậy thì thấy về cái đời sống hiện nay đang tiến lên rất là, nếu so với các năm
và năm nay tức là vượt bậc nhất. Phát huy những kết quả đạt được năm 2018, ra sức khắc phục những hạn chế, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế hợp lý, từng bước chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng chất lượng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đề ra, tạo tiền đề xây dựng huyện Phước Long trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào những năm tiếp theo. Các chỉ tiêu chủ yếu mà huyện Phước Long đề ra thực hiện đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,52%, tổng sản phẩm 6.500 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp và thủy sản 2.800 tỷ đồng, thương mại dịch vụ 2.150 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng 1.560 tỷ đồng, tổng thu trong cân đối ngân sách 52 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 52 triệu 700 ngàn đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,55%, đào tạo nghề và giải quyết việc làm hơn 4.800 lao động, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%, phấn đấu xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 75% trở lên, cùng với một số chỉ tiêu khác. Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên, huyện Phước Long cũng đề ra một số nhiệm vụ giải pháp, đó là tiếp tục xác định sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của huyện, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, phát huy lợi thế trên cả hai vùng sản xuất, nhất là nhân rộng các mô hình sản xuất kết hợp có hiệu quả, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, thực hiện nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh phát triển kinh tế đến năm 2020 nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Năm 2019 thì chúng tôi làm tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện thì xây dựng cái từng tiểu vùng cụ thể, ví dụ như vùng ngọt thì tụi tôi xây dựng những cái ô để bao khép kín, rồi gắn với xây dựng cái trạm bơm, rồi làm tốt công tác thủy lợi, thủy nông nội đồng để phục vụ cái khâu sản xuất cho bà con, nhất là ở khu vực từ 2 tới 3 vụ lúa trong năm, đảm bảo đạt theo cái yêu cầu kế hoạch của huyện ủy, của ủy ban nhân dân huyện đề ra. Còn đối về dùng chuyển đổi thì chúng tôi tập trung mở rộng theo cái tinh thần cái nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, là tập trung mở rộng cái diện tích lúa trên đất tôm. Năm 2019 này thì chúng tôi phấn đấu là từ 11.500 hecta cho lên theo nghị quyết của huyện ủy. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi còn tập trung là xây dựng từng cái ô là để phục vụ cho cái khâu bao tiêu sản phẩm lúa một bụi đỏ, rồi tôm, rồi kêu gọi các cái doanh nghiệp vào để thu mua tôm nguyên liệu của bà con trong cái vùng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiến hành là vận động bà con dân là cải tạo ao đầm để thực hiện tốt cái công tác là điều tiết nước như thế nào đó cho nó phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó thì song song với bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm tốt công tác là khuyến nông để cho bà con nắm về tình hình cả hai vùng, để cho bà con biết về khoa học kỹ thuật để bà con áp dụng vào thực tiễn trong cái cuộc sống. Năm cũ sắp qua đi, năm mới đã đến. Đảng bộ, quân và dân huyện Phước Long tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nỗ lực phấn đấu ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2019, tạo tiền đề để xây dựng trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Phước Long xây dựng nông thôn mới kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.